chưa chuẩn bị để dỡ bỏ sau khi thi công xong dự án sửa chữa mặt cầu Sông Đằng. Bây giờ là 8 giờ và trời bắt đầu có mưa phùn, chuẩn bị có một đợt gió mùa đông bắc nữa. Hôm qua là cái đoạn này là đoạn bờ Nam, đoạn rút bờ Nam đã giải xong được 2 giờ đêm. Và chúng ta đi qua khe Bắc Giang đầu tiên. Bắt đầu trên mặt cầu chính. Nhựa lạnh hai bên, nhựa nguội hai bên lề đi bộ. Sửa chữa mặt cầu Thăng Long là cơ bản hoàn tất. Với cái biện pháp là tạo sạch bề mặt thép, bề mặt cầu thép. Sau đó thì là sơn chống rỉ, cái bục ghi dầu kẽm bền kiềm, tiến hành bắn đinh stud liên kết giữa mặt cầu với lớp UHPC. Sau đó thì giải một lớp lắp đặt một lớp cốt thép D10 với lưới thép là 150x150. Tiếp theo là đổ một lớp bê tông siêu tính năng UHPC cường độ là 120/7, 120 chịu nén và 7 MPa là chịu kéo. Thực tế thì lớp mà bê tông HPC đạt được là 140/9. Chiều dày lớp HPC là 60 ly, phủ trên đầu đinh start khoảng độ 15 mm. Sau khi làm HPC xong đạt yêu cầu thiết kế thì sẽ tiến hành bắn bi tạo nhám lớp mặt HPC. Sau đó thì quét keo epoxy hai bơm. Trong vòng 72 giờ sẽ tiến hành lu lớp nhựa polymer dày 40 mm, thảm nhựa polymer ở nhiệt độ 180. Sau khi thảm kết thúc thảm, nhiệt độ lớp thảm khoảng 100 độ. Hiện nay thì chúng ta đang đi trên mặt cầu và trên mặt cầu Thăng Long là được sửa chữa và cơ bản hoàn thành đến lớp thảm nhựa polymer. Cấp tập trong 3 tháng từ ngày 23 tháng 9 cho tới hôm nay là 29 tháng 12. Chúng ta đang chạy với tốc độ là 30-40 km/h trên mặt cầu Thăng Long sau khi sửa chữa. 50 km/h, 60. Vì chưa giải phóng mặt cầu Thăng Long nên tốc độ chạy hiện nay có thể đảm bảo an toàn là chỉ khoảng 60 km/h. Cái hành lang đi bộ toàn đường hai bên ấy đang được gấp rút triển khai cạo làm sạch này, xong rồi bắn bi để dị này, rồi sơn epoxy căn sai chống dị, sau đó thì tiến hành thảm nhựa nguội. Các cái phần sửa chữa về hệ thống thoát nước cũng đã xong. Hộ lan hai bên chúng ta nhìn thấy là đang được sơn. Sau khi làm xong mặt cầu thì người ta sẽ sơn phần lan bằng sơn phản quang và chôn đinh phản quang ở giữa. Chúng ta đang đi đến phần đường phần mặt cầu cuối cùng hướng tới bờ Nam ở đoạn nối với lại cái dầm bê tông. Và tối qua cái đoạn vuốt nối này đã hoàn thiện, đã được thảm vào lúc 2 giờ đêm ngày 29. Như vậy là toàn bộ mặt cầu Thăng Long đã được thảm nhựa polymer với chiều dày là 40 mm. Ở đây là chúng ta nhìn thấy các công nhân đang chuẩn bị dọn vệ sinh và chuyển tất cả những thiết bị máy móc cũng như là kho công trường. Ở đây là cái máy giải sau khi đã giải sang cái đoạn vuốt, đây là đoạn vuốt máy giải. Đây là trụ sở ban điều hành. Trụ sở ban điều hành dự kiến chỉ trong vòng khoảng 5 hôm nữa, 5-6 hôm nữa thì sẽ được chuyển vào mặt cầu. Chúng ta đang đi đến phần dầm bê tông, phần này không sửa chữa.
chuyển các cái tấm mẫu ra khỏi công trường. Chúng ta xuống đến bờ nam của cầu Thần Nông và nối với đường trên cao, đoạn trên cao đường Phạm Hùng. Chỉ trong vòng 10 ngày nữa thôi thì tuyến đường trên cao Phạm Hùng sẽ được thông xe nối thẳng lên qua cầu Thăng Long, và toàn tuyến cũng như là cái dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long sẽ được phát huy.